Chúc mừng một năm thành công rực rỡ của cờ vua Việt Nam, và trong những gương mặt sáng giá thì anh Việt Khuê ấn tượng với gương mặt nào nhất ạ? Vâng, tôi quan tâm tới những tài năng trẻ và tôi rất thích Cẩm Hiền với chức vô địch trẻ thế giới, nhưng mà tôi lại ấn tượng nhất với anh Khôi, bởi vì anh hạnh phúc biết vì sao không? Tại giải Đông Nam Á thì anh Khôi mới 13 tuổi nhưng mà lại thắng rất nhiều những kỳ thủ dày dặn kinh nghiệm hơn mình để lên ngôi vô địch. Và điều đó có thể là một bất ngờ nhưng lại cho thấy khả năng của anh Khôi có thể phát triển sau này. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Khôi để lắng nghe em chia sẻ về thành công trong năm cũ và những mục tiêu trong năm mới. Cờ vua đối với Nguyễn Anh Khôi cũng tựa như một cuộc dạo chơi của người lữ khách tò mò, ham học hỏi, không ồn ào mỗi khi ra nước ngoài thi đấu, cũng chẳng đặt mục tiêu quá cao. Ấy thế mà, bằng tố chất đặc biệt cùng sự tập luyện chăm chỉ, cậu bé 13 tuổi này đã liên tục mang đến những dấu ấn thú vị cho thể thao nước nhà. Năm 2015 nay thì cháu cũng đã đạt được cũng một số giải thưởng. Theo cháu thì ấn tượng nhất vẫn phải là cái giải đánh ngay cuối năm, là giải vô địch cờ vua Đông Nam Á. Và qua chức vô địch này, cháu được vừa là phong được kiện tướng quốc tế, được có hệ số Elo vượt qua 2004, cùng thời được thêm một chuẩn là đại kiện tướng quốc tế nữa. Những thành công đáng tự hào trong năm 2015 cũng chính là điểm tựa để anh Khôi tự tin hướng đến mục tiêu chinh phục những vinh quang tiếp theo trong năm 2016. Cháu sẽ đánh giải cờ vua quốc tế HD Bank, giải cờ vua trẻ Đông Nam Á, cờ vua trẻ châu Á và cũng là cờ vua trẻ thế giới. Với cái giải Đông Nam Á, châu Á, giải trẻ thế giới thì cháu sẽ phấn đấu bảo vệ chức vô địch rồi cháu đã đạt được của mình. Theo nhận định của giới chuyên môn, Nguyễn Anh Khôi có nhiều tiềm năng để theo bước hai đại kiện tướng Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành thêm nhiều thành tích cho cờ vua Việt Nam ở các sân chơi lớn. Và có lẽ 2016 sẽ là năm bản lề để anh Khôi vươn mình trở thành một kiện tướng quốc tế xuất sắc.